đầu anh. À, xin chào các bác nha, đây em giới thiệu các bác một cái bộ cúp ben tổng phanh của con Toyota Innova hay vai ớt đời cao. Đấy, con này là tổng phanh 13/16 này, cúp ben nắp lẫn được cho nhau nhá. Thế bây em làm thực tế cho các bác xem, đây là con tổng phanh em vừa tháo trên xe Innova này ra này, đầy đủ hết cả gioăng chặn này. Cái cúp ben này nó gồm tất cả có 5 chi tiết, một gioăng chặn và hai cái cúp ben hồ, một cái gạt và một cái chắn dầu mé bên ngoài nhá. Đấy, chắn dầu mé ngoài nó nắp ở đây này. Rồi, các bác có nhu cầu mà tìm hiểu về cái sản phẩm này có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0769086333 nhé. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thì là điện thoại là 0856727222. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé.